Tử vi xem tài lộc và vận mệnh, tình duyên và gia đạo của 12 con giáp trong ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý 2020, tức là thứ tư của 12 con giáp. Về xem bói tử vi thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 của người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Về vận trình, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc, sức khỏe và gia đạo chính xác nhất theo tử vi thứ tư ngày 12 tháng 8, tức là ngày 23 tháng 6 năm 2020 về âm lịch, là ngày Đinh Hợi, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý, xung ngày là Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu và Quý Hợi, xung tháng là Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất và Bính Thìn. Và các bạn thân mến, một là tử vi của người tuổi Tý ngày 12 tháng 8 năm 2020. Tuổi Tý dễ có những hành động và suy nghĩ sai lầm, đừng vội vàng hấp tấp để thay đổi bản thân chỉ vì thấy mình khác biệt so với người khác, mà bản mệnh nên nhớ rằng mỗi ngày đều có một tính cách không trộn lẫn được vào với ai. Về những sự kiện khác biệt đó chính là điều đã giúp cho con giáp này có sức thu hút hơn. Và trước khi đưa ra những quyết định thì hãy suy nghĩ đến những bài học về bản thân nhận được trong quá khứ. Với người tuổi Tý phải biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của chính mình, nếu không sẽ tiếp tục đi vào vết xe đổ đó. Và hãy tự tin lên, bởi sẽ có quý nhân nâng đỡ và bản mệnh sẽ may mắn vượt qua chuỗi ngày đen đủi này. Nhưng tuy nhiên thì con giáp này nên phải chú ý lời ăn tiếng nói, trau chuốt hơn với những việc mà mình làm để có thể đạt được những kết quả tốt nhất, tránh tạo những cơ hội cho những kẻ vốn đã đố kỵ với bản thân và tung tin đồn đặt, bịa đặt, gièm pha, cho rằng những gì mà bản mệnh có được chỉ là may mắn chứ không phải là khả năng của mình. Và giờ tốt dành cho con giáp này trong ngày là 7 đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu và người tuổi Thân. Về thứ hai là tử vi cho người tuổi Sửu ngày 12 tháng 8 năm 2020. Với người tuổi Sửu thì vô tư, lạc quan, biết yêu chiều về bản thân và luôn lắng nghe tiếng lòng của mình nhiều hơn trong thời gian này. Và đây thì thực sự là nó là những tín hiệu đáng mừng cho con giáp này, vốn luôn quan tâm đến lời nói của người khác. Và hãy tự tin vào bản thân mình, đừng so đo tính toán với bất cứ ai, chỉ cần là tập trung vào mục tiêu của mình là được. Và nhờ có quý nhân che chở, vì vậy nên bản mệnh luôn được sự giúp đỡ trong những tình huống khó khăn. Vì thế mà khi đối mặt với các vấn đề của mình thì đừng ngại mở những lời nhờ vả ai đó, bởi họ vẫn luôn sẵn lòng hỗ trợ cho khả năng có thể. Nhưng tuy nhiên thì vận trình tình cảm sinh nhiều rắc rối, và con giáp này và người ấy bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và lời khuyên dành cho bản mệnh là nên phải giữ bình tĩnh trong những tình huống này. Nếu đôi bên cùng nóng giận thì chỉ khiến cho mâu thuẫn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Khi cái tôi của cá nhân cao thì ai cũng tự cho mình đó là đúng, và cuối cùng thì các mối quan hệ sẽ bị rạn nứt. Và giờ tốt dành cho người tuổi này trong ngày hôm nay là 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất và người tuổi Mão. Thứ ba là tử vi cho người tuổi Dần ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Tử vi ngày 12 tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp cho biết tuổi Dần sẽ nhận được nhiều cơ hội để chứng tỏ về bản thân mình trong công việc. Nhờ quý nhân soi chiếu về vận trình và con giáp này tập trung vào công việc của mình nên vừa học hỏi thêm nhiều những kiến thức và kinh nghiệm rất hữu ích, lại còn giúp cho gia tăng sự tin tưởng cho bản thân mình. Hơn thế nữa thì việc phát triển các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng là điều mà bản mệnh nên làm trong thời điểm này. Nhưng tuy nhiên thì người tuổi Dần nên hạn chế chia sẻ các kế hoạch quan trọng hay ý tưởng suy nghĩ của mình với tất cả mọi người.
vì không phải ai cũng là người lắng nghe để đáng tin cậy đâu. Còn về vận trình tình cảm tươi vui hơn bao giờ hết thì con giáp này sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều, kể cả thời tiết không như ý muốn cũng chẳng phải vấn đề nữa. Và trong mắt người đang yêu thì mọi thứ nó đều diễn ra xung quanh luôn đẹp đẽ, và một vài sự cản trở trong mưa gió cũng chẳng khiến cho hai người ngần ngại để gặp gỡ nhau. Và giờ tốt dành cho người tuổi Dần trong ngày hôm nay là 7 giờ đến 9 giờ. Và quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi và người tuổi Hợi. Về thứ tư là tử vi của người tuổi Mão trong ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Theo xem bói tử vi cho biết, người tuổi Mão làm việc có liên quan đến sáng tạo thì sẽ có thêm những cơ hội tốt là do các tinh mang tới. Nó đặc biệt là những người đang theo đuổi những đam mê về nghệ thuật và cách tiếp cận những công việc khác biệt, nó đã giúp cho con giáp này tạo lên một sự ấn tượng trên con đường sự nghiệp của bản thân mình. Về vận trình tài lộc của bản mệnh thì vô cùng hanh thông và thuận lợi vì được quý nhân nâng đỡ. Vậy người tuổi Mão đã thu về một khoản không nhỏ cho mình, rất thoải mái chi tiêu. Nhưng tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ nhé, mà nên phải có một kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn. Còn chuyện tình cảm hạnh phúc viên mãn, con giáp này đã đón nhiều tin vui, vợ chồng hòa thuận và đồng lòng bản mệnh. Với những người độc thân thì cũng có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Lúc này thì cần thành thật với cảm xúc của mình, đừng mơ mộng quá nhiều mà sẽ đánh mất mối thâm duyên tốt đẹp về hiện tại đó. Và giờ tốt trong ngày dành cho con giáp này là 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất và người tuổi Hợi. Thứ năm là tử vi cho người tuổi Thìn ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Đối với người tuổi Thìn thì hãy cẩn trọng với những quyết định của mình, bởi có một điềm báo hung vận lấn át có thể làm hỏng hết những thành công mà bản mệnh đã xây dựng trong thời gian vừa qua. Và con giáp này thì rất bị ảnh hưởng xấu mà hành động hoặc là lời nói thiếu suy nghĩ. Đừng lo lắng quá, hãy cẩn thận một chút thì mọi thứ đều giải quyết ổn thỏa. Về bản mệnh cũng không được vui vẻ vì chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa lâu ngày mà chẳng có được sự đồng điệu về tâm hồn, với những giây phút nồng nàn cũng dần dần mất đi, và thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ đến sợ. Và người tuổi Thìn nên tìm hiểu về nguyên nhân đã khiến hai người này càng xa cách và nghĩ cách để hâm nóng tình cảm của mình hơn. Về phương diện sức khỏe thì có phần đi xuống, có lẽ là một phần do tâm trạng của con giáp này không tốt, không muốn làm bất cứ việc gì mà cứ ể oải mệt mỏi. Hãy tự tạo cho mình một thói quen luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày để có thể cải thiện về sức khỏe. Và giờ tốt dành cho người tuổi Thìn là 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn trong ngày hôm nay là người tuổi Thân và người tuổi Tuất. Về thứ 6 là tử vi cho người tuổi Tỵ ngày 12 tháng 8 năm 2020. Theo tử vi phương Đông có nói thì tuổi Tỵ đã đối mặt với nhiều mâu thuẫn. Trong số đó thì có vài rắc rối nó liên quan đến công việc, chủ yếu đến từ những lời nói thiếu tinh tế và bất cẩn. Thậm chí thì có lúc con giáp này chỉ nói cho vui thôi cũng khiến xảy ra xung đột với mọi người xung quanh. Dân gian đã có câu uốn lưỡi 7 lần mới nói quả thật, nên áp dụng trong hoàn cảnh này. Nếu như bản mệnh chịu khó suy nghĩ một chút sẽ hạn chế được những điều vô nghĩa. Và hơn nữa thì tuổi Tỵ nên bước chậm lại và suy xét cẩn thận hơn về những quyết định trên con đường sự nghiệp của mình. Con đường tài lộc thì tăng tiến nhờ sự nhạy bén của con giáp này, và điều đó cũng đã giúp cho con giáp này vượt qua nhiều tình huống khó khăn và trở ngại. Bản mệnh luôn giữ thái độ lạc quan tích cực, biết rút ra bài học từ những lần vấp ngã này, nhìn thấy cơ hội từ trong lúc khốn khó. Giờ tốt trong ngày là 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ là Dậu và Thân. Về thứ 7 là tử vi cho người tuổi Ngọ trong ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý
2020, người tuổi Ngọ đã nhận về mình khá nhiều tiếng xấu là do nó ảnh hưởng đến hung vận và có những tin đồn bịa đặt, nhưng cũng có những lời nói xác định đúng. Vì thế khi mới nghe thấy thì con giáp này đừng nên vội vàng và phản bác ngay, hãy tiếp tục thu nếu điều đó đúng để chuẩn chỉnh lại bản thân của chính mình. Bản mệnh biết đâu mới là điều quan trọng với mình và cần phải cố gắng sửa đổi ra sao để có thể đạt được mục tiêu đã định. Dù có bận rộn với công việc như thế nào thì điều quan trọng nhất đối với Ngọ chính là các vấn đề có liên quan đến tiền bạc. Nếu không cẩn thận hay chủ quan thì rất dễ xảy ra sai sót. Giờ tốt trong ngày hôm nay là 7 đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần và người tuổi Mão. Về thứ 8 là tử vi cho người tuổi Mùi ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Tuổi Mùi thì chờ đợi những cơ hội tốt để đến với mình từ lâu rồi. Và cuối cùng thì con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên trên con đường sự nghiệp. Và bản mệnh làm việc rất mệt mài, cố gắng nghĩ nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo. Nếu tận dụng cơ hội tốt và kết quả đã mang lại khả quan thì khả năng thăng tiến là rất lớn. Về đường công danh sự nghiệp hanh thông với những người tuổi Mùi đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất có ý tưởng tốt. Hãy lắng nghe những lời khuyên từ những người đã có nhiều kiến thức và chuyên môn kinh nghiệm về thực tế sẽ giúp cho con đường sự nghiệp của con giáp này sẽ thuận lợi hơn. Về tình yêu chân thành của bản mệnh đã khiến cho người ấy dần dần cảm nhận được sự hồi đáp. Và giờ tốt trong ngày dành cho con giáp này là 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ và người tuổi Mão. Về thứ 9 là tử vi cho người tuổi Thân trong ngày 12 tháng 8 năm 2020. Theo tử vi ngày mới cho biết, người tuổi Thân đã đối mặt với cục diện thân hợi tương hại, nó là một điềm báo chẳng tốt lành trong ngày. Và con giáp này thì quan tâm đến người khác nhưng lại bóp méo thành một điều gì đó nó hoàn toàn khác, thậm chí còn theo một chiều hướng tiêu cực hơn. Về vận trình tài lộc thì khá tốt và bản mệnh không phải lo lắng nhiều. Người tuổi Thân thì hoàn thành những công việc xuất sắc và được nhận phần thưởng xứng đáng với các nguồn thu nhập đều đều và có dấu hiệu thăng tiến. Chỉ cần chăm chỉ tiết kiệm sẽ để dành dụm được một khoản tiền kha khá cho bản thân mình. Có tiền thì nên chi tiêu hợp lý, chớ mua sắm hoang phí. Nó ảnh hưởng trong tương lai khiến cho con giáp này và người ấy rất dễ gây mâu thuẫn. Và bản mệnh thì vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đối phương và nên phải chọn lựa cách im lặng. Thế nhưng điều này chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi, khi nửa kia muốn nói chuyện rõ ràng hơn. Giờ tốt dành cho con giáp này trong ngày là 7 đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn và người tuổi Tý. Về thứ 10 là tử vi về vận mệnh và tài lộc cho người tuổi Dậu ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Theo tử vi ngày mới cho biết thì con giáp tuổi Dậu có thể sẽ nhận được lời mời đầu tư nếu đó là gợi ý từ các mối quan hệ và đối tác thân thiết. Con giáp này nên phải suy tính và nhận lời để thử những vận may của mình xem sao. Nhưng nếu là người mới quen thì bản mệnh nên phải tham vấn những ý kiến từ những người có kinh nghiệm đi trước để tránh bị lừa gạt. Không phải ai cũng có được sự khôn ngoan trong những vấn đề tiền bạc. Vì thế, người tuổi Dậu nên phải học hỏi, trang bị kỹ năng cũng như là kiến thức cho mình càng nhiều càng tốt và tìm ra cách thức phù hợp cho bản thân. Về phương diện tình cảm thì không được êm đẹp cho lắm. Với người đang yêu nhau thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc bên nhau và có nhiều rào cản ngăn cách hai người. Dù con giáp này rất cố gắng nhưng dường như mọi thứ thì quá khó khăn. Nếu như bản mệnh mà còn yêu người đó thì hãy mạnh mẽ và cứng rắn lên.
Về cuộc sống ở phía trước sẽ còn nhiều sóng gió, nhưng chẳng ai có thể lường trước được. Và giờ tốt trong ngày dành cho con giáp này là 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Sửu và người tuổi Tỵ. Về 11 là tử vi về vận mệnh, tài lộc cho người tuổi Tuất trong ngày 12 tháng 8 năm 2020. Về vận trình công danh sự nghiệp của Tuất thì vô cùng thuận lợi. Con giáp này thực sự và khi có cơ hội tốt đến và luôn sẵn sàng tận dụng hết những khả năng của mình để hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo nhất. Với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu ở trong sự nghiệp, thành công sẽ đến với họ. Và trong chuyện tình cảm thì bản mệnh nên phải chú ý hơn một chút trong cách biểu đạt suy nghĩ của mình, và tình yêu không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ, nhất là ngày bị hung tinh tác động. Ai cũng có một quan điểm lý lẽ riêng và đôi khi thì đã cùng một ý tưởng nhưng vì cách diễn đạt mà đối phương lại hiểu thành ý khác. Có lẽ con giáp này không giỏi ăn nói cho lắm, dù có ý tốt nhưng lại rất dễ bị hiểu lầm. Và hai người khi không thực sự hiểu để tìm cách giải tỏa các mâu thuẫn cũng có điều khó tránh. Và người tuổi Tuất nên phải cố gắng để hòa hợp, nói chuyện và tâm sự nhiều hơn để đôi bên có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Giờ tốt trong ngày dành cho con giáp này là 13 đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ và người tuổi Dần. Về 12 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày 12 tháng 8 năm Canh Tý 2020. Tuổi Hợi thì trong ngày này cần phải suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn. Đừng quá đa nghi hay nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Và con giáp này thì khá tự ti về bản thân mình, không nghĩ rằng mình là người thú vị, nên việc còn khá e dè và dè dặt. E ngại nếu như cải thiện được điều này thì sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Và con đường sự nghiệp của bản mệnh thì sẽ suôn sẻ, và người tuổi Hợi quyết đoán và đưa ra những quyết định khá chính xác, giải quyết các vấn đề rắc rối ngay từ khi nó mới phát sinh. Về tinh thần trách nhiệm cao thì con giáp này xem đó là một nhiệm vụ của mình, nên luôn cố gắng hết mức để mang lại kết quả tốt nhất. Song vẫn có một vài điều không như ý xảy ra và bản mệnh nên biết đâu là đủ, không cần quan tâm quá nhiều tới những chuyện mà vô bổ ở bên ngoài. Dù ai có nói gì chăng nữa thì cũng cứ bỏ ngoài tai, chứ đừng để nó khiến mình phải nhụt chí nhé. Cuộc sống vốn công bằng, người biết cố gắng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng mà thôi. Giờ tốt trong ngày là 7 đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mão và người tuổi Mùi. Và trên đây là tử vi của 12 con giáp trong ngày 12 tháng 8 năm 2020. Mong rằng những dự báo trên đây sẽ giúp cho bạn một ngày mới tốt lành nhất. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.